Tại sao lầm tưởng rằng chó mù màu lại được chấp nhận rộng rãi như vậy chứ? Chúng vẫn nhìn thấy màu sắc, mặc dù có quang phổ hạn chế hơn chúng ta. Chó nhìn thấy màu xanh lam, vàng và tím khá tốt, nhưng thật khó để chúng phân biệt được màu cam, đỏ và xanh lá. Vì vậy, nếu bạn muốn trang trí lại ngôi nhà cho chú chó của mình, có lẽ bạn nên chọn màu tím và xanh lam. Động vật, thực vật và con người, tất cả đều thực sự kết nối và có những đặc điểm chung vì đều tiến hóa từ cùng một tổ tiên rất nhỏ. Đây là tổ tiên ban đầu của hành tinh chúng ta, Luca. Từ này là viết tắt của tổ tiên chung phổ quát cuối cùng, đó là một sinh vật 3,8 tỷ năm tuổi. Nhắm mắt có thể cải thiện trí nhớ đấy. Giả sử bạn nghe một câu chuyện và muốn xem có thể nhớ được bao nhiêu. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nếu bạn nhắm mắt và nghỉ ngơi 15 phút, bạn sẽ ghi nhớ nó tốt hơn. Một kỹ thuật hay cho những khi bạn học bài hoặc cố gắng ghi nhớ một số thông tin nhàm chán. Phần khóe mắt màu hồng thực chất là những gì còn sót lại của mí mắt thứ ba. Tất cả chúng ta đều có lớp màng bí ẩn này. Mí mắt thứ ba nổi bật hơn ở một số loài động vật có vú và chim vì nó bảo vệ mắt chúng khỏi bụi. Nhưng đối với con người, mô này không có ý nghĩa gì đặc biệt. Vì vậy, các nhà khoa học tin rằng cuối cùng chúng ta sẽ mất nó thôi. Khi khoai tây tiếp xúc với quá nhiều ánh sáng, chúng hầu như sẽ chuyển sang màu xanh lá, cho dù ở trong nhà máy, kho chứa hay trên cánh đồng. Nguyên nhân là vì khoai tây bắt đầu tạo ra chất diệp lục, sắc tố mang lại màu xanh cho thực vật. Vì vậy, khi bạn nhìn thấy khoai tây chiên màu xanh lá, nghĩa là chúng được làm từ những củ khoai tây đã tiếp xúc với ánh sáng trong thời gian dài hơn. Nhưng chỉ vì một ít khoai tây chiên màu xanh lọt vào túi, không có nghĩa là bạn nên ăn chúng. Hóa ra, những mảng xanh trên khoai tây và khoai tây chiên không tốt. Sẽ không có gì xảy ra nếu bạn ăn vài miếng khoai tây chiên màu xanh, nhưng nếu ăn quá nhiều, có thể bạn sẽ cảm thấy khó chịu đấy. Mặc dù có tên là cam, nhưng loại quả này không phải màu cam. Một số quả ban đầu chứa một lượng lớn chất diệp lục, khiến chúng có màu xanh lá. Khi lớn lên và chín, chất diệp lục từ từ biến mất khi quả tiếp xúc với nhiệt độ mát. Đó là khi loại quả này có màu cam. Nhưng đây cũng là lý do vì sao ở các khu vực ấm áp trên thế giới, cam vẫn có màu xanh. Nếu bạn đặt một món đồ trên Amazon, ví dụ như cây bút, cuốn sách hoặc gì đó khác, bạn sẽ nhận được một hộp đựng rất lớn so với món đồ đó. Và đây không phải là một sự tình cờ hay ngẫu nhiên. Đó là do thuật toán vận chuyển phức tạp của công ty. Nó tính đến kích thước của các gói hàng khác cũng được chuyển đến khu vực của bạn và kích thước của phương tiện vận chuyển. Vật phẩm nhỏ có hộp với kích thước vừa với không gian bên trong xe cùng với các gói hàng khác và giữ cho hộp không bị trượt đi. Nhà vật lý và phát minh Percy Spencer đã vô tình phát hiện ra vi sóng. Ông đang chế tạo một nam châm cho một số thiết bị radar. Một lúc nào đó, ông nhận ra thanh sô-cô-la ông để trong túi bắt đầu chảy. Ông tò mò về những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Vì vậy, ông hướng vi sóng vào những quả trứng, nó đã nổ. Và rồi vào bỏng ngô, nó đã bùng toét ra. Đây là cách ông phát hiện ra một công cụ tuyệt vời để hâm nóng thức ăn mà sử dụng ít năng lượng hơn lò nướng thông thường. Trong phiên bản gốc, chất giống như đất sét mà chúng ta gọi là Play-Doh ngày nay, dùng để làm sạch giấy dán tường. Nó được phát minh và bán với mục đích loại bỏ muội than trên giấy dán tường. Và thời điểm nó xuất hiện lần đầu tiên trên thị trường, bạn chỉ có thể mua nó với màu trắng thôi. Nhưng sau đó, khi họ bắt đầu bán chất này như một món đồ chơi, nó được tạo ra với các màu vàng, xanh lam và đỏ. Ngày nay, bạn có thể mua nó với hơn 50 màu khác nhau. Ban đầu, màng xốp hơi có một mục đích hơi khác. Nó lẽ ra là để làm giấy dán tường. Vào những năm 1950, khi nó mới xuất hiện, hai kỹ sư đã quyết định dán hai tấm rèm phòng tắm lại với nhau. Đó là cách họ giữ các bong bóng khí nhỏ ở giữa chúng. Họ cố gắng tạo ra một số loại giấy dán tường có kết cấu bề mặt, nhưng không thành công. Vài năm sau, IBM phải xuất xưởng một số bộ xử lý dữ liệu và cần một thứ gì đó để bảo vệ chúng. Đó là khi hiện tượng màng xốp hơi xuất hiện. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng chỉ một phút bóp bong bóng cũng có tác dụng thư giãn như massage trong 30 phút. Tại sao quạt điện không làm mát không khí? Bạn có thể đặt nhiệt kế trước cây quạt và chọn chế độ tuabin. Nhưng nhiệt độ sẽ không giảm. Trên thực tế, nhiệt độ thậm chí có thể tăng lên nếu bạn để nhiệt kế cạnh các bộ phận đang hoạt động và nguyên nhân là do dòng điện. Quạt sẽ không làm mát không khí, nhưng sẽ làm mát bạn hoặc bất kỳ vật nào có nước bên trong.
quạt điện cải thiện sự lưu thông không khí trong không gian kín. Ngoài ra, nó còn tăng tốc độ bay hơi, giúp chân lỏng bao gồm cả mồ hôi trên da mát hơn một chút. Bạn có thấy nắp bút có lỗ nhỏ ở đầu không? Thoạt nghe có vẻ như chỉ là ngẫu nhiên, nhưng thực ra nó giúp cứu mạng chúng ta đấy. Nếu bạn vô tình nuốt phải nắp, lỗ tròn đảm bảo bạn vẫn có thể thở vì nắp sẽ không chặn hoàn toàn đường thở. Nếu quan sát kỹ hơn bầu trời đêm, bạn sẽ thấy các ngôi sao có nhiều hình dạng và kích thước. Màu trắng là phổ biến nhất, đúng, nhưng chúng cũng lấp lánh với các sắc thái đỏ, xanh lam và vàng. Nhưng bạn sẽ không nhìn thấy ngôi sao màu xanh lục, không phải vì chúng không phát ra thứ ánh sáng này, mà chỉ vì là mắt chúng ta không nhìn thấy. Các ngôi sao có nhiều màu sắc khi cháy ở các nhiệt độ khác nhau. Các ngôi sao nóng nhất có màu xanh lam, trong khi các ngôi sao lạnh nhất khi cháy có màu đỏ. Nhưng tất cả đều tỏa sáng với nhiều màu sắc. Chúng phát ra các bước sóng ánh sáng khác nhau đại diện cho các vùng của quang phổ màu. Chúng ta không thấy tất cả các bước sóng đó một cách riêng biệt, mà chỉ nhìn thấy bước sóng ánh sáng chủ đạo, nghĩa là màu sắc chiếm ưu thế. Các ngôi sao có nhiệt độ trung bình hầu như phát ra các photon màu xanh lục, nhưng chúng ta không nhìn thấy màu này. Khi xử lý một thứ gì đó tạo ra nhiều photon đỏ, lục, lam và vàng cùng một lúc, chúng ta sẽ thấy nó có màu trắng. Đó cũng là lý do chúng ta thấy các ngôi sao có nhiệt độ trung bình như mặt trời có màu trắng. Tại sao chúng ta lại chớp mắt? Để làm ẩm và làm sạch mắt, đó là điều chắc chắn. Mỗi khi bạn nhắm mắt, tuyến lệ sẽ tiết ra một chất mặn trên khắp bề mặt của mắt. Sau đó, nó sẽ cuốn trôi tất cả các hạt bụi nhỏ, đồng thời bôi trơn các phần lộ ra ngoài của nhãn cầu. Chúng ta thường chớp mắt mỗi 4 đến 6 giây một lần, trừ khi mắt bị kích thích nhiều hơn. Khi đó, chúng ta chớp mắt thường xuyên hơn để giữ mắt ẩm và sạch. Nhưng không chỉ vậy, chớp mắt còn giúp não được nghỉ ngơi. Não luôn phải xử lý rất nhiều thứ, vì vậy, thỉnh thoảng nó nên được nghỉ ngơi. Chớp mắt giải cứu bộ não khoảng 15 đến 20 lần mỗi phút. Khi nhắm mắt lại, chúng ta sẽ giúp não giảm bớt áp lực và có một khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn nhưng hiệu quả. Đó là lý do vì sao chúng ta chớp mắt nhiều hơn khi thực hiện một công việc đòi hỏi nhiều hoạt động trí óc căng thẳng. Tại sao chúng ta có móng vậy? Móng được tạo thành từ một loại protein mà bạn có thể tìm thấy trong lông, tóc, móng vuốt và móng guốc. Nó được gọi là keratin. Và không giống như móng vuốt, móng của chúng ta phẳng và rộng. Vì vậy, chúng hiệu quả hơn trong việc bảo vệ các đầu ngón chân và ngón tay khỏi những chấn thương. Móng tay không chỉ bảo vệ những chỗ dễ bị thương, mà còn là lớp màng cứng giúp bạn nhặt và tách các vật nhỏ dễ dàng hơn. Làm sao bạn có thể nhặt một mảnh ghép hình hoặc bóc một nhãn dán mà không có móng tay? Sẽ gần như không thể nếu không có dụng cụ. Khỉ và đười ươi cũng sử dụng chân cho những công việc tỉ mỉ như vậy. Các loài linh trưởng có lẽ đã phát triển móng vì chúng cần trợ giúp trong các công việc đơn giản như nắm cành cây và bắt bọ ve. Quả mâm xôi, dâu tây và anh đào không phải là quả mọng. Để được gọi là quả mọng, chúng phải có 3 lớp. Một lớp bảo vệ bên ngoài, một lớp thịt ở giữa, và cuối cùng, một phần bên trong nơi bạn có thể tìm thấy hạt. Ngoài ra, cây phải mọc từ hoa chỉ có một bầu nhụy và có 2 hạt trở lên. Vì vậy, theo tiêu chí này, Nam Việt Quất và Việt Quất là quả mọng. Cùng với một số loại cây khác mà bạn sẽ không nghĩ cũng nằm trong danh mục này đó là kiwi, chuối, dưa hấu, cà chua, cà tím và thậm chí cả ớt. Chắc hẳn bạn đã từng nghe tai và mũi là những bộ phận cơ thể không ngừng phát triển. Nguyên nhân là do tác động của sự thay đổi da và trọng lực. Các bộ phận khác của cơ thể thay đổi theo những cách tương tự, nhưng bạn không thể nhìn thấy điều đó rõ như cách bạn nhìn thấy những gì đang xảy ra với mũi và tai. Tháp của tòa nhà Empire State được thiết kế với vai trò làm bến đậu cho khí cầu điều khiển được. Vào thời điểm đó, người ta tin rằng loại khí cầu này sẽ trở thành phương tiện di chuyển chính trong tương lai. Dự án bao gồm các ván cầu, khu vực làm thủ tục và phòng hải quan, v.v. Nhưng sau đó, các kỹ sư nhận ra rằng gió ở trên đó quá mạnh so với kế hoạch của họ, vậy là họ đành từ bỏ ý tưởng. Thác Angel là thác nước lớn nhất không bị ngắt quãng trên hành tinh. Thác này cao gấp đôi tòa nhà Empire State. Trong mùa khô, nước rơi xuống đôi khi bốc hơi trước khi kịp chạm đến mặt đất. Một trong những âm thanh bí ẩn nhất mà người ta từng nghe thấy trên trái đất là bloop. Âm thanh này được phát ra vào năm 1997 và giống với tiếng của động vật biển. Tuy nhiên, âm lượng lại quá lớn so với mức mà sinh vật sống có thể tạo ra. Nó bắt đầu từ tiếng ầm ầm, nhỏ, rồi có tần số tăng dần. Dù Nam Cực trông giống như một cánh đồng băng khổng lồ, nhưng thực chất lại có một lục địa rộng lớn bên dưới. Điều này có nghĩa là Nam Cực có núi lửa
các dãy núi và thung lũng giống như bất kỳ lục địa nào khác. Gần đây, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng vùng đất rộng của Nam Cực có điểm thấp nhất trên hành tinh cùng các dãy núi hùng vĩ. Nếu một trong vô số những ngọn núi lửa ở đây phun trào, thì một phần lớn của lớp băng bề mặt sẽ tan chảy và băng sẽ tràn ra đại dương nhiều hơn. Mực nước biển sẽ dâng cao và gây ngập lụt các vùng ven biển trên khắp thế giới. Các đại dương cũng sẽ bị cản trở, gây nguy hiểm cho các sinh vật biển, dù hiện tại tất cả núi lửa đều đang ngủ im lìm. Ở Nam Cực, mỗi ngày kéo dài 6 tháng. Nam Cực chỉ có một hoàng hôn và một bình minh duy nhất trong suốt cả năm. Trái đất thuở sơ khai có thể có màu tím chứ không phải xanh lá. Một thuyết cho rằng vi khuẩn cổ đại đã sử dụng các phân tử không phải chất diệp lục để hấp thụ ánh sáng mặt trời. Có lẽ những phân tử này đã tạo nên sắc tím cho sinh vật sống. Trong thời kỳ đồ đá, toàn bộ dân số của Trung Âu chỉ rơi vào khoảng 1.500 người, nghĩa là một tàu du lịch cỡ trung ngày nay sẽ chứa vừa tất cả bọn họ. Các nhà thiên văn học đã biết được rằng dải ngân hà nặng khoảng 1,5 ngàn tỷ khối lượng mặt trời. Một phần nhỏ của khối lượng này là một lỗ đèn siêu trọng ở tâm của thiên hà, 4 triệu khối lượng mặt trời và 200 tỷ ngôi sao. Phần còn lại là vật chất tối bí ẩn và vô hình. Nếu toàn bộ các dải băng và sông băng ở Bắc Cực tan chảy cùng một lúc, thì mực nước biển sẽ dâng cao bằng một tòa nhà 26 tầng. Dưới ánh sáng đèn hoặc tia cực tím, chuối chín có màu xanh lam sáng. Đó là do chất diệp lục bị phá vỡ khi quả chín. Do chuyển động của các mảng kiến tạo, mỗi năm Thái Bình Dương đều thu nhỏ lại. Thái Bình Dương co lại bao nhiêu thì Đại Tây Dương rộng ra bấy nhiêu. Ngày nay chỉ còn lại hai dải băng từ kỳ băng hà cuối cùng của hành tinh. Đầu tiên là dải băng Greenland, thứ hai là dải băng Nam Cực, vô cùng rộng lớn bằng kích thước của Mexico và Hoa Kỳ lục địa cộng lại. Sóng thần thường không được chú ý, chúng không nhô cao hơn vài cm so với mặt biển cho đến khi tới vùng nước nông. Tuy nhiên, dưới đáy biển sâu, sóng thần có thể di chuyển nhanh bằng một chiếc máy bay chở khách đường dài. San hô sống ở vùng nước nông tự tạo ra một lớp bảo vệ bản thân trước ánh nắng. Không có lớp bảo vệ này, ánh nắng sẽ gây hại cho tảo sống bên trong chúng. Để bảo vệ tảo, vốn là nguồn thức ăn chính của mình, san hô phát ra hình quang. Quá trình này tạo ra các protein đóng vai trò làm kem chống nắng. Gần 90% hoạt động núi lửa trên trái đất đã diễn ra ở các đại dương. Nam Thái Bình Dương là nơi tập trung nhiều núi lửa nhất mà con người biết đến. Có một cụm núi lửa có tới 1.133 nón núi lửa. Tất cả đều đang hoạt động và tập trung trong một khu vực có diện tích bằng tiểu bang New York. Hẻm núi Jemchug ở giữa biển Bering là hẻm núi dưới nước lớn nhất từng được phát hiện. Dưới đáy đại dương, lượng kho báu và hiện vật còn lớn hơn trong tất cả các bảo tàng trên thế giới cộng lại. Vào năm 1900, một trong những cơn bão lớn nhất đã đổ bộ gần Trung Mỹ và vịnh Mexico. Sau đó, nó đi tới tận Florida và Texas. Đây được coi là cơn bão có sức tàn phá khủng khiếp nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ. Người ta phát hiện ra nó lần đầu tiên vào ngày 27 tháng 8. Cơn bão này diễn ra trong nhiều ngày liền. Vào thời điểm nó tới bờ biển Texas, cơn bão đã chuyển thành bão cấp 4. Bão được phân loại dựa trên tốc độ và cường độ gió thông qua thang bão Saffir-Simpson. Thang này bao gồm 5 cấp, từ 1 đến 5. 1 là cấp yếu nhất và 5 là cấp mạnh nhất. Người dân Galveston chỉ có chưa đầy 4 ngày để chuẩn bị cho cơn bão trải dài đến Oklahoma và Kansas. Cơn bão khổng lồ sau đó di chuyển đến Đại Bình Nguyên Bắc Mỹ, rồi chuyển hướng đến Great Lakes, New England và đến Đông Nam Canada. Cơn bão khủng khiếp đã làm hư hại hơn 3.600 ngôi nhà, dù cho những ngôi nhà này đủ vững chắc để chịu được sức bão. Với dân số hồi đó, con số này tương đương với hàng trăm ngàn, nếu không muốn nói là hàng triệu ngôi nhà ngày nay bị phá hủy. Hồ Chấm Bi, Canada. Người ta mệnh danh nơi đây là điểm kỳ diệu nhất ở Canada. Vào mùa đông và mùa xuân, nó chỉ là một hồ nước thông thường, trông giống như bao hồ nước khác. Nhưng hãy thử đến đó vào mùa hè khi nước bắt đầu bốc hơi mà xem. Bạn sẽ cảm thấy như thể mình bước vào một thế giới khác. Một bức tranh phong cảnh có chấm bi màu lam, lục và vàng. Vào mùa hè, ở đó có hơn 300 hồ bơi và chúng trông thật huyền ảo. Qua nhiều thế kỷ, người ta tin rằng mỗi bể trong số đó lại mang một đặc tính chữa bệnh riêng. Ồ, và lời giải thích cho màu sắc rực rỡ chỉ đơn thuần là khoa học. Bể nào cũng có hàm lượng cao các khoáng chất khác nhau. Chúng ta đang sống bên trong mặt trời, bầu khí quyển của mặt trời trải dài ra ngoài bề mặt có thể nhìn thấy được của nó. Tuy cách 93 triệu dặm, nhưng trái đất vẫn nằm trong bầu khí quyển của mặt trời. Cực quang xảy ra khi các hạt mang điện mặt trời bị từ trường trái đất hút vào rồi đâm vào khí quyển tầng trên, gần các cực.
Tốc độ quay của hành tinh chúng ta đang dần chậm lại. Điều này xảy ra một cách thong thả với tốc độ 17 mili-giây trên 100 năm. Vì điều này, ngày của chúng ta đang trở nên dài hơn. Tuy nhiên, phải sau 140 triệu năm nữa thì một ngày trên trái đất mới kéo dài 25 giờ. Trong Nam Cực, lục địa gần cực nam nhất của trái đất là lục địa lớn thứ 5 về diện tích, nhưng nó chứa gần 70% lượng nước ngọt và 90% lượng băng của hành tinh. Nam Cực cũng được coi là một sa mạc đấy. Rất nhiều tảng đá trên trái đất có nguồn gốc từ sao Hỏa. Các nhà khoa học đã phân tích thành phần hóa học của một số vẫn thạch được tìm thấy ở sa mạc Sahara, Nam Cực và một số nơi khác. Hóa ra những tảng đá này đến từ hành tinh đỏ. Lâu đài cát lớn nhất thế giới tọa lạc tại Đan Mạch. 30 nhà điêu khắc cát đã dùng hơn 5.000 tấn cát để tạo ra tác phẩm này. Để giúp nó bền hơn, họ đã thêm 10% đất sét cùng với một lớp keo. Lâu đài cát này được thiết kế để đứng vững trước những mùa đông dài và đầy bão tố. Một số photon không bị hấp thụ sẽ lại được phát ra và bước sóng của chúng quyết định màu sắc mà chúng ta nhìn thấy. Khi bạn cho một vật liệu tiếp xúc với ánh nắng hay các photon có năng lượng cao hơn, nhóm mang màu của vật liệu có thể bị làm hỏng. Bởi vậy mà chúng sẽ không thể phát ra photon ở các bước sóng nhất định. Vật liệu màu đỏ phai màu nhiều nhất trong ánh nắng. Nhóm mang màu của vật liệu đỏ phát ra ánh sáng đỏ mà theo đó chúng quét sạch photon trong phần còn lại của bước sóng. Mỗi ngày có từ 60 đến 100 tấn bụi không gian trôi xuống bề mặt của trái đất. Những hạt vũ trụ nhỏ bé này chủ yếu được sao chổi thải ra, thường được làm từ băng và bụi. Khi mặt trời làm bốc hơi băng, phần bụi còn lại sẽ đi xuống trái đất. Có một món ăn nguy hiểm có thể khiến bạn bị ngộ độc nếu chế biến không đúng cách. Thực phẩm hàng ngày như mật ong và hạt điều cũng có thể gây hại trong một số điều kiện nhất định. Bạn nên biết những sự thật này trước khi ăn một số loại thực phẩm nhé. Bạn đã bao giờ nhai hàn khi ăn táo chưa? Vậy thì bạn đã biết mùi vị khó chịu của chúng. Nguyên nhân là do cyanua. Đừng vội hoảng hốt, hạt táo có một lớp bảo vệ bao quanh. Đó là lý do cyanua không đi vào cơ thể dù bạn vô tình nuốt phải hạt. Tuy nhiên, tốt hơn là nên cẩn thận. Ngay cả liều lượng cyanua ít thôi cũng có thể dẫn đến việc thở nhanh, cũng như những hậu quả nguy hiểm và khó chịu khác. Một mối nguy hiểm tiềm ẩn khác trong nhà bếp là khoai tây. Những củ đã nảy mầm và có đốm xanh. Việc cắt bỏ những chỗ màu xanh hoặc mầm chỉ giải quyết được vấn đề ở bên ngoài. Chất độc có tên là glycoalkaloid có thể đã lan ra toàn bộ củ khoai tây. Chất này biến một số chỗ trên củ khoai thành màu xanh là có lý do. Đó là một dấu hiệu cảnh báo cho bạn. Ăn khoai tây này có thể gây buồn nôn, nhức đầu và nhiều hệ lụy khác. Bạn có phải là người thích uống trà sữa trân châu không? Vậy thì, có lẽ bạn đã quen thuộc với củ sắn hay còn gọi là khoai mì. Đây là một loại củ được trồng ở Nam Mỹ. Chúng cũng thường được sử dụng để làm bánh ngọt và món ăn vặt. Sắn có thể ngọt hoặc đắng. Các loại rễ và củ của cây sắn thường có chứa chất độc. Sắn phải được chuẩn bị đúng cách trước khi ăn. Nếu làm không đúng hoặc ăn sống, hậu quả sẽ khá nghiêm trọng. Nhưng khi được chế biến đúng cách, món này ăn rất ngon và an toàn. Quả cơm cháy được biết đến như một loại thực phẩm bổ sung giúp tăng cường hệ miễn dịch và giúp cơ thể chống lại cảm lạnh hoặc cúm. Cây thuốc này cũng cần được xử lý và chuẩn bị cẩn thận. Nếu bạn ăn quả chưa chín, thì có hại nhiều hơn là có lợi đấy. Trong đó có lectin và cyanua. Những hóa chất này có thể gây ra nhiều vấn đề, ví dụ về dạ dày. Thông tin này khiến tôi buồn hơn bất kỳ thông tin nào khác trong danh sách. Và danh sách này bao gồm rất nhiều sản phẩm tốt cho sức khỏe. Được rồi, tôi sẽ đánh vần thần lớn món bỏng ngô. Có nhiều nghiên cứu nói rằng bỏng ngô lò vi sóng sẽ có hại cho bạn. Đầu tiên, bạn ăn các hóa chất được sử dụng trong bao bì. Ngoài ra còn có các chất tạo hương vị không tốt cho sức khỏe. Bạn có nhớ khoảnh khắc khi bạn mở túi ra và không khí nóng có mùi bỏng ngô xộc vào mũi bạn không? Việc này có thể dẫn đến tổn thương phổi không hồi phục được. Ví dụ, có một chẩn đoán tên là phổi bỏng ngô. Một hóa chất được sử dụng để mang đến cho bỏng ngô lò vi sóng hương vị bơ có liên quan đến chẩn đoán trên. Bạn có thể làm gì? Chọn loại khác hoặc đầu tư vào máy làm bỏng ngô. Bỏng ngô nổ bằng máy chỉ có 90 calo và chưa tới 1 gram chất béo. Yay! Thứ 6 là mật ong. Mật ong là một chất lỏng ngọt được làm từ, tôi đùa thôi, nhưng bạn có biết ăn mật ong tự nhiên với lượng nhiều hơn một thìa cà phê sẽ rất nguy hiểm không?
nó có một chất độc với cái tên khó phát âm. Để loại bỏ độc tố này, mật ong phải trải qua quá trình thanh trùng. Hãy chuyển sang hột anh đào nhé. Nếu bạn không nhai hoặc cắn chúng, bạn sẽ ổn thôi. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng loại hạt này có chứa axit prussic và chất này có độc đấy. Còn quả ackee thì sao? Đây là loại quả quốc hồn quốc túy của Jamaica. Nhưng ackee chưa chín có chứa chất độc gọi là hypoglycin. Nếu bạn muốn ăn thì quả ackee phải chín hoàn toàn. Nói cách khác, quả này sẽ tự nứt ra. Khi đã sẵn sàng để thu hoạch, quả sẽ nứt lớn. Nói không với phần thịt hồng hoặc hạt đen có độc tính cao. Và nói có với phần thịt béo thơm ngon gần hạt nhé. Ăn loại trái cây này không đúng cách có thể dẫn đến đau dạ dày Jamaica. Fugu là từ tiếng Nhật chỉ cá nóc và món ăn được chế biến từ nó. Điều thú vị ở món này là nó có thể là món ăn cuối cùng trong đời nếu bạn không chế biến đúng cách. Cá nóc chứa độc tố mạnh, rất nguy hiểm cho con người. Chỉ một con đã có đủ chất độc để gây hại cho 30 người rồi. Vì như vậy nên các đầu bếp Nhật Bản phải trải qua nhiều năm đào tạo để có được giấy phép đặc biệt. Bất chấp mọi biện pháp phòng ngừa và sự chuẩn bị đúng cách, fugu đôi khi vẫn là bữa ăn cuối cùng của một số người. Bạn sẽ chấp nhận rủi ro này chứ? Món ăn vặt hoàn hảo, hạt điều. Chúng cũng có thể rất rủi ro khi ăn nếu còn sống. Bạn có thể thấy hạt điều với nhãn dán, hạt điều sống ở các cửa hàng. Nhưng chúng không sống 100% đâu. Trước khi được bày trên kệ, chúng được xử lý bằng hơi nước để loại bỏ độc tố gọi là urushiol rồi. Vỏ hạt điều chứa độc tố này. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn ăn sống hạt điều? Bạn sẽ bị dị ứng nghiêm trọng nếu cơ địa hay bị dị ứng. Việc này phụ thuộc vào độ nhạy cảm của bạn với chất độc. Chà, tôi kết phải làm rõ với bạn điều này nhưng không có thứ gì gọi là cà rốt baby cả. Những củ cà rốt nhỏ xinh được bán ở siêu thị thực ra là những củ cà rốt thông thường đã được cắt gọt theo cỡ baby. Bạn sẽ nghĩ kẹo dẻo hình gấu hương dâu nên có màu đỏ hoặc hồng, đúng không nào? Rất tiếc, phải nói rằng chúng có màu xanh lá cây. Gạo lứt và gạo trắng là một. Loại gạo trắng ban đầu có màu nâu, nhưng sau đó một số phần của chúng bị loại bỏ sau khi xay sát, khiến gạo có màu trắng. Điều này cho phép bảo quản gạo lâu hơn, nhưng đồng thời làm giảm giá trị dinh dưỡng của gạo. Tiếp tục về chủ đề gạo. Gạo đã được sử dụng để xây dựng vạn lý trường thành của Trung Quốc. Những người thợ xây đã trộn gạo nếp nấu sệt với vôi tạo thành vữa để xây dựng. Nó cứng hơn và có khả năng chống thấm tốt hơn so với vữa thông thường. Nhờ gạo nếp mà vạn lý trường thành có thể đứng vững qua hàng thế kỷ bất chấp các yếu tố bên ngoài. Bạn tìm thấy một thanh sô-cô-la bị bỏ quên từ lâu ở đâu đó, sâu trong bàn làm việc. Ngon quá, đúng là một bất ngờ thú vị. Nhưng khi mở ra, bạn lại phân vân, có một lớp màng màu trắng trông có vẻ kỳ lạ ở bên trên. Tuy nhiên đừng lo lắng, nó vẫn ăn được nhé. Đó chỉ là lượng chất béo hoặc bơ cacao được sử dụng để làm sô-cô-la bị tách ra khỏi thanh do nhiệt. Khi nguội trở lại, nó sẽ tạo ra lớp màng màu trắng này. Tuy nhiên, hương vị của chúng có thể thay đổi một chút. Vì vậy, tốt nhất bạn nên dùng nó để nấu ăn. Và bạn giỏi kiểm soát bản thân hơn tôi đấy. Trái bơ không thể chín khi vẫn còn ở trên cây. Nếu không được hái xuống, chúng sẽ chỉ rơi khỏi cành khi vẫn chưa chín mà thôi. Tuy nhiên, khi được hái, chúng sẽ trở nên mềm và có hương vị giống như chúng ta yêu thích. Điều này xảy ra do sự sản sinh ethylene do chính trái cây tạo ra sau khi hái. Chất này bị ức chế khi bơ vẫn còn nằm trên cây. Cà chua mà bạn mua ở siêu thị thường có hương vị kém thơm ngon. Điều này liên quan đến phương pháp trồng và bảo quản cà chua. Cà chua được thu hoạch khi chưa chín hẳn và sẽ chín dần trong thùng vận chuyển và trên kệ hàng. Nhưng nếu được bảo quản ở nhiệt độ dưới 4 độ C trong khi chưa chín hoàn toàn, chúng sẽ mất rất nhiều hương vị. Để giữ cà chua ngon, tốt nhất bạn nên bảo quản chúng bên ngoài tủ lạnh. Mật ong có lẽ là thực phẩm duy nhất không bao giờ hỏng theo đúng nghĩa đen. Nếu hũ đựng được vặn chặt và không có không khí lọt vào, mật ong có thể giữ hàng ngàn năm mà vẫn ăn được. Hũ mật ong cổ nhất từng được tìm thấy là 5.500 tuổi, bên cạnh xác ướp của Winnie the Pooh. Tôi đùa đấy. Trong khi sô-cô-la đen và sô-cô-la sữa vẫn là sô-cô-la, thì người anh em sô-cô-la trắng hoàn toàn không phải là sô-cô-la. Nó không chứa bất kỳ bột cacao nào tạo ra sô-cô-la cả,
mà được làm từ bơ cacao trộn với đường và hương liệu, thường là vani. Đậu phộng có họ hàng gần nhất với đậu Hà Lan hơn là các loại hạt khác. Chúng thuộc cây họ đậu, một loài thực vật bao gồm đậu Hà Lan, đậu xanh và đậu cô ve. Hạt điều cũng không phải là hạt. Chúng là loại hạt được thu hoạch từ những trái cây khá lớn. Hạt óc chó, hạnh nhân, hồ đào và quả hồ chăn cũng tương tự như vậy. Khi bạn mua sushi thanh cua, thứ bạn nhận được không phải là cua đâu nhé. Thứ có màu đỏ và trắng đó được gọi là cua giả. Và về cơ bản thì nó được làm từ cá. Tên gọi khác của nó là surimi. Nhân tiện nói về sushi, sushi ban đầu là một cách để bảo quản cá. Nó được bao bọc trong gạo lên men. Điều này có thể giữ cá tươi lên đến 1 năm. Sau đó, người ta bỏ phần gạo đi, còn cá được nấu chín và dùng để ăn. Nếu bạn bị chảy nước mắt khi cắt hành tây, thì có một số cách để tránh khỏi tình trạng này đấy. Cách thứ nhất là cho hành tây vào ngăn đá trước khi cắt. Điều này sẽ làm đông cứng các phân tử của hóa chất khiến chúng ta chảy nước mắt. Một phương pháp khác là rửa hành tây trong nước mát ngay trước khi cắt. Nhiệt độ mát và độ ẩm còn lại trên hành tây sẽ ngăn không cho hóa chất này tiếp xúc với mắt của bạn. Và cách thứ ba là đặt một chiếc khăn giấy ướt bên cạnh thớt. Hóa chất bị hút vào nguồn nước gần nhất, thường là mắt của bạn, nhưng trong trường hợp này, nó sẽ là chiếc khăn. Phần lớn wasabi chúng ta ăn không phải là wasabi thật. Wasabi thật rất đắt, vì vậy những gì chúng ta nhận được chỉ là hỗn hợp của cải ngựa, mù tạt và màu thực phẩm. Hãy cẩn thận khi bạn ăn dứa tươi, vì nó có thể ăn ngược lại bạn theo đúng nghĩa đen đấy. Dứa chứa một loại enzyme tiêu hóa protein. Cảm giác bỏng rát mà bạn thường có khi ăn quá nhiều dứa, chính là nó đấy. Mì phô mai từng là một món ăn ưa thích vào thế kỷ 18 ở Mỹ. Mì ống chỉ có thể được nhập khẩu từ Ý. Điều này làm cho nó rất đắt và quá trình làm phô mai tốn nhiều thời gian và công sức. Nó cũng làm cho món ăn đắt hơn. Chỉ những người giàu có nhất mới đủ tiền mua một đĩa mì phô mai và nó được phục vụ trong các nhà hàng sang trọng như một món cao lương mỹ vị. Mặt khác, hàu, tôm hùm và khá nhiều loại hải sản khác được xem là thức ăn cho người nghèo vào thời gian đó. Các cộng đồng sống ven biển tự kiếm ăn bằng những gì họ có thể đánh bắt được ở biển, như chai, cua và nhiều loài khác mà ngày nay chúng ta xem là đặc sản. Chà, tôi nghĩ nếu ăn mì phô mai với tôm hùm ngay bây giờ, đầu tôi sẽ nổ tung mất. Trở lại với sự phong phú của thực phẩm, vào thời Trung Cổ, cá được coi là vật phẩm thích hợp để dâng cho vua. Các vị vua Anh được biết đến là thích được dâng tặng những con cá, chó khổng lồ. Và thậm chí trước đó, ở đế chế La Mã, những loại như cá đối đỏ là món ngon mà các hoàng đế phải đổi bằng vàng. Thịt cá hồi nuôi có màu xám tự nhiên. Cá hồi hoang dã ăn rất nhiều tôm, khiến thịt của chúng có màu hồng cam đặc trưng. Loài được nuôi trong trang trại được cho ăn bằng một loại cây có sắc tố đặc biệt để có kết quả tương tự. Người phát minh ra sáp vaseline, ngài Robert Chisborough, tuyên bố rằng ông đã ăn một thìa vaseline mỗi ngày. Ông cũng yêu cầu các y tá thoa vaseline cho ông từ đầu đến chân khi ông bị bệnh nặng. Ông sớm bình phục và sống đến năm 96 tuổi. Trong suốt thời gian đó, ông tin tưởng chắc chắn vào các đặc tính kỳ diệu của vaseline. Đó là một sản phẩm tuyệt vời. Màu cam, màu sắc mà chúng ta biết ngày nay thực sự đã được đặt tên theo quả cam. Trong tiếng Anh cổ, màu này được gọi kiểu như là vàng đỏ. Chỉ khi quả cam trở nên phổ biến khắp châu Âu, từ diễn tả màu sắc này mới xuất hiện. Nếu bạn muốn nhìn một tổ ong gần hơn, hãy đảm bảo rằng bạn không có bất kỳ quả chuối nào trên người. Chất pheromone báo động ong vùng lên và bảo vệ tổ có mùi giống như chuối. Vì vậy, bạn có khả năng trở thành kẻ thù số 1 của chúng nếu đến quá gần đấy. Sữa đã từng được chứng minh là nguyên liệu để làm nhựa. Nó có thể phân hủy sinh học, không hòa tan trong nước và hầu như không bắt cháy. Nhưng sau đó nó không được đánh giá cao bằng nhựa gốc dầu, bởi vì loại nhựa làm từ sữa không thể uốn nắn được và bị giòn theo thời gian. Ngoài ra, loại sản xuất từ dầu rẻ hơn nhiều. Bánh pound có tên gọi như vậy vì khối lượng nguyên liệu của nó. Ban đầu nó được làm từ 1 pound bơ, 1 pound trứng và... bạn đoán xem... 1 pound đường. Vì vậy nó nên là bánh 3 pound mới phải. Chiếc bánh pizza đắt nhất từng có giá khoảng 12.000 USD. Bánh pizza này do ba đầu bếp tạo ra ở nhà bạn và mất 3 ngày để làm. Như vậy có phải các đầu bếp sẽ ở luôn trong nhà của bạn để nấu không nào? Thời Ai Cập cổ đại,
những người lao động được trả lương bằng thức ăn. Họ dùng củ cải, hành và tỏi như một phần của tiền lương. Những loại thức ăn này thậm chí còn được biết đến với đặc tính kháng khuẩn. Điều này khiến chúng trở nên có giá trị. Mặc dù màu sắc phổ biến nhất của bông cải là màu trắng, nó cũng có các loại màu khác như xanh lá cây, cam và tím. Chúng khó trồng hơn, nhưng cũng không khác gì nhiều so với màu trắng. Nếu tính tổng các loại bông cải thì có đến hàng trăm loại. Khá dễ để kiểm tra độ tươi của trứng. Hãy cho trứng vào một bát nước. Quả trứng còn tươi sẽ nhanh chóng chìm xuống đáy bát, trong khi trứng hư sẽ nổi lên. Này, quả cuối cùng chìm xuống đáy là một quả trứng hư đấy. Có những điều về thiên nhiên mà chắc chắn bạn biết hay là không? Hãy kiểm tra xem bạn hiểu thế giới kỳ diệu của mình đến đâu nha. Bạn sẽ đoán đúng được bao nhiêu trong số 14 câu hỏi này? Hãy cho chúng tôi biết nhé. Quần thể kim loại Giza được xây dựng khi voi mammut vẫn còn lang thang trên trái đất. Lầm tưởng hay sự thật? Đây đúng là sự thật. Kim tự tháp nổi tiếng nhất thế giới đã được xây dựng khoảng 500 năm trước khi voi mammut lông xoăn tuyệt chủng. Đó là cách đây khoảng 4.000 năm. Người ta biết đến nơi sinh sống cuối cùng của chúng là đảo Branko hoang vắng và lạnh giá ở Bắc Băng Dương. Có thể hồi đó, nơi này không lạnh như bây giờ. Số cây trên trái đất lớn hơn số sao trong dải ngân hà, lầm tưởng hay sự thật? Đó là sự thật. Các nhà khoa học từng tính rằng hành tinh của chúng ta có khoảng 400 tỷ cây xanh. Nhưng một số nghiên cứu mới đây đã chỉ ra rằng con số phải là hơn 3.000 tỷ, tương đương 420 cây mỗi người. Còn đối với sao trong thiên hà của chúng ta, số lượng chỉ là khoảng 100 tỷ, ít hơn số cây trên trái đất 30 lần. Những cây bạn nhìn thấy đều là cây riêng lẻ, lầm tưởng hay sự thật? Trên thực tế, điều này là sai. 90% số cây trên trái đất được kết nối với nhau bằng các sợi nấm sợi. Cây gửi tín hiệu cảnh báo khi gặp nguy hiểm và trao đổi chất dinh dưỡng thông qua nấm sợi này, giống như mạng Internet ngầm vậy. Ngoài ra, cây dương lá rung Pando là sinh vật đơn lẻ lớn nhất trên hành tinh. Trông nó chẳng khác nào một khu rừng rậm rạp gồm các cây dương rung rẩy, nhưng bản chất nó là một cây đại thụ duy nhất và các rễ của nó được kết nối với nhau dưới lòng đất. Chúng ta uống cùng một loại nước mà khủng long đã từng uống hàng trăm triệu năm trước, lầm tưởng hay sự thật? Đó là sự thật. Trên hành tinh của chúng ta chỉ có một phần nhỏ nước đã bốc hơi mãi mãi, phần nước còn lại liên tục được đổi mới. Vì vậy, voi mammut, khủng long hay bất cứ loài nào xuất hiện trước chúng cách đây hàng tỷ năm đều đã uống và bơi trong những vùng nước mà chúng ta thấy ngày nay. Chưa kể đến các chuyện khác chúng đã làm trong nước. Tiếc thay, nước không lưu giữ thông tin về những sinh vật cổ đại đó cho chúng ta tìm hiểu thêm về chúng. Sét không bao giờ đánh hai lần vào một nơi. Bạn có sẵn sàng đặt cược vào câu này không? Lầm tưởng hay sự thật? Nếu bạn không cược thì tốt cho bạn rồi. Sét có thể đánh vào cùng một chỗ bao nhiêu lần cũng được. Tuy có vẻ ngẫu nhiên, nhưng điện phóng ra từ bầu trời được kéo về phía các vật thể cao nhất trong khu vực giông bão. Ngoài ra, vật liệu của vật thể này cũng đóng vai trò quan trọng. Không phải ngẫu nhiên mà cuộc thu lôi trên các tòa nhà chủ yếu được làm bằng hợp kim đồng và nhôm. Những kim loại này là vật liệu dẫn điện tốt nhất, vì vậy chúng kéo sét rất hiệu quả. Tất cả các sa mạc đều nóng. Câu này dễ rồi phải không? Lầm tưởng hay sự thật? Nếu bạn đoán đó là quan niệm sai thì bạn đã đúng. Một nơi được công nhận là sa mạc không phải dựa vào nhiệt độ mà là sự hiện diện hoặc không hiện diện của sự sinh sôi và sự sống trong đó. Tất nhiên, sa mạc nổi tiếng nhất là Sahara và nó thực sự rất nóng. Nhưng sa mạc lớn nhất trên thế giới lại là châu Nam Cực, có diện tích gần gấp đôi sa mạc Sahara. Và nơi đó còn chẳng ẩm ấm chứ đừng nói đến nóng. Đó là một sa mạc vùng cực và trái đất có vài sa mạc như vậy, chẳng hạn như Greenland. Vàng ở dưới lòng đất đủ bao phủ toàn bộ hành tinh trong một lớp dày. Bạn có tin điều đó không?
Chà, bạn nên tin, vì đó là sự thật. Kể từ năm 1950, nhân loại đã khai thác gần 200.000 tấn vàng. Nếu chúng ta đúc một khối lập phương từ lượng vàng này, nó sẽ cao và rộng 21 mét. Dữ liệu gần đây của các nhà khoa học khẳng định rằng trữ lượng vàng trong lõi trái đất là rất lớn, có đủ vàng để phủ kín toàn bộ hành tinh trong một lớp ngập đến đầu gối của mọi người. Vấn đề là chúng ta không thể khai thác nó ở lõi trái đất. Mặt trăng và sao hỏa được lập bản đồ chi tiết hơn các đại dương trên trái đất. Sao có thể như vậy được, đúng không? Thực tế là có thể đấy. Chúng ta có một bản đồ chi tiết về mặt trăng và sao hỏa, dù vẫn đang khám phá những điều bất ngờ trên bề mặt của chúng. Tuy nhiên, hơn 80% đại dương trên trái đất chưa được lập bản đồ và chưa được khám phá. Chúng ta không thể nghiên cứu các đại dương một cách đầy đủ do áp suất, cái lạnh và sự thiếu sáng bên dưới hàng tỷ tấn nước. Dung nham luôn có màu đỏ, nó có thể có màu gì khác chứ? Lầm tưởng hay sự thật? Lầm tưởng, thông thường dung nham thực sự có màu đỏ hoặc cam vì về cơ bản nó là đá nóng chảy từ sâu trong hành tinh của chúng ta. Nhưng ở Indonesia, một ngọn núi lửa có dung nham màu xanh lam và phát quang, nhưng chỉ vào ban đêm. Vào ban ngày trông nó bình thường. Đằng sau nó chẳng có bí ẩn gì đâu, mà chỉ là hàng tấn khí sulfuric. Núi lửa này cũng có hồ ở miệng núi lửa lớn nhất và có tính axit cao. Nước ở hồ này xanh trong đến mức bạn chỉ muốn đắm mình trong đó ngay. Nhưng hẳn bạn đã đoán được, đừng bao giờ làm vậy. Ngọn lửa trên núi cũng có màu xanh lam, và ngọn lửa xanh lam lớn nhất thế giới, bốc cao tới 4,8 mét. Bạn thấy lửa trên bếp ga chứ? Ở đây, về cơ bản, chúng có cùng một nguyên lý. Bạn cũng có thể nhìn thấy cầu vồng vào ban đêm. Đó là lầm tưởng hay sự thật? Đó là sự thật. Thậm chí người ta còn đặt tên cho hiện tượng này Moon Bow, còn được gọi là cầu vồng mặt trăng. Sự kiện này rất hiếm khi xảy ra. Nó tương tự như cầu vồng thông thường, chỉ có điều nó xuất hiện vào đêm trăng tỏ sau một cơn mưa rào. Có một hiện tượng có tên là cầu vồng lửa, lầm tưởng hay sự thật? Chắc chắn rồi, đó là một hiện tượng tuyệt đẹp xảy ra khi các đám mây trên bầu trời mang đủ 7 sắc cầu vồng, tựa như dòng thác nhiều màu rực lửa vậy. Cầu vồng lửa chỉ xảy ra khi có các điều kiện chính xác và cụ thể là nó gần với đường xích đạo, trời quang đãng, trên trời có những đám mây giống như lông vũ, mặt trời cao hơn 58 độ so với đường chân trời. Kiểu mây này được tạo thành từ các tinh thể băng. Khi tia nắng chiếu vào chúng, các hạt sẽ khúc xạ ánh sáng và hình thành nên cầu vồng. Wow! Cây cầu vồng có tồn tại, lầm tưởng hay sự thật? Nếu tôi khiến bạn nghi ngờ chuyện này thì tôi rất vui vì đây không phải là ảnh đã qua chỉnh sửa. Đây là cây bạch đàn cầu vồng và vỏ của chúng có thể có đủ màu sắc cầu vồng. Mỗi năm, những cây bạch đàn này lại bong lớp vỏ vào các thời điểm khác nhau. Mỗi khi lớp vỏ cũ bong ra, đầu tiên lớp vỏ xanh tươi ẩn bên dưới sẽ lộ ra. Sau đó, nó có thể chuyển sang bất cứ màu nào. Màu sắc vô cùng đa dạng, cam, đỏ sẫm, xanh lam, thậm chí cả màu tím. Đá có thể tự di chuyển, lầm tưởng hay sự thật? Bạn sẽ đúng khi tin tôi, có một đồng bằng sa mạc ở California. Tại đó, các tảng đá di chuyển tùy ý. Có thời, vùng đồng bằng này từng là đáy của một cái hồ, nhưng sau đó nó đã khô cạn và trở thành một vùng đất hoang khô cằn. Đôi khi, ở đây cũng có mưa, làm ngập toàn bộ thung lũng. Đêm đến, nhiệt độ giảm xuống và nước được bao phủ bởi một lớp băng mỏng. Khi trời ấm trở lại, băng vỡ ra thành nhiều mảnh và được gió đẩy đi khắp nơi. Một số mảnh băng trôi đi, mang theo những tảng đá nhỏ. Khi băng tan hết và nước bốc hơi, thứ duy nhất còn lại là đường mòn do đá tảng để lại phía sau, như thể chúng đã tự di chuyển vậy. Các vũng bùn cũng có thể di chuyển, lầm tưởng hay sự thật?
Trên thực tế, một vũng bùn duy nhất trên thế giới có thể di chuyển theo ý muốn và vẫn chưa ai biết được nguyên nhân. Nó di chuyển với tốc độ khoảng 6 mét mỗi năm và có vẻ như nó đã bắt đầu hành trình này gần đứt gãy San Andreas ở California. Người ta đã cố ngăn chặn cuộc diễu hành của nó nhưng không được. Cho đến nay, thảm họa thiên nhiên rùng rợn này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Đốm trắng kỳ lạ trên quả chuối là dấu hiệu cho thấy chắc chắn bạn phải vứt chuối đi vì đây là tổ của nhện. Tôi đang nói về loài nhện lang thang Brazil vì nó không có GPS. Và anh chàng này rất nguy hiểm, còn được mệnh danh là loài nhện độc nhất trên thế giới. Chỉ một vết cắn và hệ thần kinh của bạn sẽ bị tê liệt ngay lập tức. Cùng với đó, bạn sẽ bị buồn nôn và mờ mắt. Đừng lo, chúng thường sinh sống ở Nam Mỹ, nhưng vì thích ẩn nấp nên chúng có thể lẻn vào hộp chuối và đi đến bất cứ nơi nào hộp chuối đến. Chúng thích đi du lịch trong bao của mình và có bằng chứng cho thấy nhện mẹ đi du lịch cùng các bé nhện con. Ôi trời ơi! Bạn đã từng ăn đồ hộp chưa? Rất có thể bạn cũng đã tiêu thụ vài con roi. Loài sinh vật đó có thể được tìm thấy trong tất cả các loại thực phẩm, cà chua đóng hộp, chắc chắn rồi, nấm đóng hộp, hiển nhiên. Lũ roi phát cuồng mấy món này mà. Chúng thích nó đến mức 20 con roi có thể ăn được 100 gram nấm đã ráo nước. Xin lỗi các bạn, chúng tôi không thể làm gì được, hãy chấp nhận thôi. Một số thứ rùng rợn trong thức ăn của bạn thực sự được FDA chấp thuận. Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng FDA đồng ý với khoảng 30 bộ phận côn trùng trên mỗi thanh sô-cô-la. Bạn muốn biết thêm à? Được thôi. Vậy lông động vật gặm nhấm trong bơ đậu phộng thì sao nhỉ? Ngon ghê. Tuy bơ đậu phộng là một trong những sản phẩm được FDA kiểm soát nghiêm ngặt nhất, nhưng họ không thấy có gì xấu về một vài sợi lông của loài gặm nhấm trong mỗi lọ. Giờ thì hãy kiểm tra trực giác của bạn nhé. Câu hỏi thứ nhất, theo FDA, bao nhiêu nấm mốc được chấp thuận trong bơ táo? Trên thực tế, không nhiều lắm. 12% nấm mốc là mức được cho phép. Câu hỏi thứ hai, lượng mốc trong mứt anh đào. Càng lúc càng ghê hơn đấy nhỉ, vì 30% nấm mốc vẫn được chấp nhận với mứt anh đào. Câu hỏi cuối, mứt lý chua đen thì sao? Sẵn sàng, mứt lý chua đen mốc 75% được FDA cho phép. Chắc tôi sẽ không bao giờ ăn bơ đậu phộng với mứt lý chua đen nữa. Bông cải xanh vừa tốt cho sức khỏe nhưng vừa chứa nhiều rủi ro. Tất nhiên bạn vẫn có thể chạm vào rau, nhưng đây là lời nhắc nhở bạn kiểm tra rau. Điều gì sẽ xảy ra nếu có một con côn trùng nguy hiểm ẩn nấp bên trong bông cải xanh của bạn? Chẳng hạn như nhện quả phụ đen. Tuy vết cắn của chúng không tệ bằng nhện lang thang Brazil, nhưng vẫn không tốt chút nào. Đó là một câu chuyện có thật. Một chàng trai ở Ohio đã tìm thấy một con nhện quả phụ đen trong bông cải xanh. May thay, câu chuyện này kết thúc có hậu. Anh chàng đã gọi cho khu bảo tồn động vật địa phương và Ohio Another Chance Sanctuary đã nhận nuôi con nhện và đặt cho nó cái tên rất dễ thương, bông cải xanh. Đợi chút, bây giờ chúng ta nhận nuôi cả nhện ư? Ho ho ho, sắp đến Giáng sinh rồi và bạn chọn một cây thông Noel thật. Trước khi kéo cái cây đó về nhà, bạn nên kiểm tra nó thật kỹ. Bạn có thấy vật thể hình nón thông to bằng quả óc chó đang treo trên cây không? Tin xấu, đây là ký túc xá của ai đó. Đó là một túi trứng chứa hàng trăm con bọ ngựa nhỏ đang chờ nở trong nhà bạn và cùng nhau ăn mừng ngày lễ. Nếu bạn không muốn phải ngủ chung giường với chúng thì hãy đảm bảo rằng tất cả các món quà bất ngờ đều ở dưới chứ không phải ở trên cây thông Noel. Được rồi, bạn không muốn mạo hiểm nên đã chọn cây thông Noel giả. Ổn đấy. Có một điều, cây giả có khả năng bắt lửa kém hơn cây thật 3 lần, nhưng không có nghĩa là nó hoàn toàn an toàn đâu nhé. Dù dùng cây giả hay thật thì bạn cũng phải cẩn thận, sử dụng loại đèn thích hợp và không đặt cây giả quá gần nguồn nhiệt. Các mẫu cây chống cháy là tốt nhất. Các bạn cận thị à, hãy cẩn thận nếu bạn nhìn thấy thứ gì đó trông giống như bánh quy Oreo hoặc đồng xu cổ có hoa văn kỳ lạ thì hãy đeo kính trước khi chạm vào nó nhé. Bạn biết đấy, đây có thể là một con nhện đáng sợ. Lại nữa ư? Đúng vậy. Tôi đang nói về nhện đồng hồ cát Trung Quốc. Và thành thật mà nói, tôi không hiểu tại sao họ lại gọi nó là nhện đồng hồ cát mà không phải là nhện bánh quy. Loài này sống ở Đông Nam Á, Mexico và Guatemala. Và nó có vẻ không quan tâm lắm đến cái lạnh vì nó thậm chí có thể ở một số vùng của Mỹ và Canada. Loài nhện này khét tiếng trong việc đặt bẫy, chúng đào hang và một khi phát hiện ra chuyển động, bùm, chúng chụp lấy. Ngoài ra hang giúp chúng tránh xa những vị khách không mời, chẳng hạn như tò vò. Tin tốt đấy, chúng ta, con người, quá lớn để chúng có thể kéo vào ngục tối. Dù bạn thấy nhiều bài đăng nổi như cồn trên mạng xã hội, nhưng chúng không độc đối với con người nha.
Mấy giờ rồi nhỉ? À, đến giờ tháo gỡ một lầm tưởng khác. Cách đây ít lâu, có một video TikTok nổi tiếng với hình ảnh dâu tây ngâm nước muối. Đoạn video trông khá ghê vì những con giống như sâu bò ra từ quả dâu tây. Nhưng suy nghĩ rằng quả dâu tây nào cũng có ấu trùng là sai. Đầu tiên, tất cả dâu tây đều được kiểm tra và ngâm nước trước công đoạn vận chuyển. Thêm vào đó, có những con ruồi giấm khá khác biệt. Vấn đề là, nếu các loại quả mọng đã đợi ở trên quầy quá lâu, chúng sẽ bắt đầu thu hút ruồi giấm. Loài này đẻ trứng li ti lên quả, sau đó trứng biến thành ấu trùng rồi lại thành ruồi giấm. Điểm mấu chốt ở đây là ruồi giấm có ở khắp mọi nơi, siêu thị, cửa hàng nhỏ, thậm chí trong bếp nhà bạn. Và đúng, rất có thể bạn đã tiêu thụ chúng mỗi khi ăn quả mọng. Nạp thêm protein tự nhiên. Tôi đùa thôi, đừng lo lắng, ấu trùng thực vật không gây nguy hiểm cho con người đâu. Ngoài ra, bạn không cần ngâm dâu tây trong nước muối đâu, chỉ cần rửa kỹ là được. Tốt nhất nên tránh một số loại thực phẩm nếu chúng chưa chín. Vải là một ví dụ điển hình. Tuy có vẻ ngoài bắt mắt, nhưng vải cũng có thể khá nguy hiểm. Nếu ăn vải chưa chín, có khả năng bạn sẽ tiêu thụ một số chất độc. Nó không tệ như bạn tưởng tượng đâu, nhưng chất độc này có thể làm giảm đáng kể lượng đường trong máu của bạn. Với những người mắc một số bệnh lý nhất định, điều này sẽ dẫn đến những hậu quả không mong muốn, bao gồm sốt hoặc nghiêm trọng hơn. Vậy không có gì đặc biệt cả, chỉ cần lưu ý ăn vải đã chín thôi. Có thể bạn cho rằng đốm đen trên quả táo là dấu hiệu cho thấy quả đã hỏng, nhưng điều đó không đúng. Trước hết, đốm đen chỉ khiến quả kém đẹp mắt đi thôi, mặc dù đó là một loại nấm. Đừng lo, loại nấm này không hề nguy hiểm. Phương án 1. Chà sạch những đốm đó và ăn quả táo của bạn. Phương án 2. Gọt vỏ táo và ăn. Phương án 3. Nơi bạn ném quả táo đi không tồn tại. Hãy cẩn thận nếu con cá hồi bạn sắp mua có trứng cá nhé. Đó là dấu hiệu cho thấy thịt cá không ngon như bạn mong muốn đâu. Cá hồi từ Thái Bình Dương có xu hướng đẻ trứng trong nước ngọt, vì vậy chúng phải di cư khi cần sinh sản. Nhưng một khi cá hồi ở trong nước ngọt, các hệ thống của nó gần như ngừng hoạt động và cá ngừng ăn. Cá hồi như vậy vẫn ăn được nhưng chất lượng kém hơn nhiều. Và nếu bạn nhìn thấy một hình kén màu trắng trên cải xoăn, này đừng vội vứt bữa tối đi nhé. Bạn chỉ cần lấy con bướm hoặc ruồi đang đóng kén này, rửa sạch cải xoăn và thưởng thức món salad thôi. Ồ, suýt quên mất, hãy cẩn thận với salad đóng gói sẵn nha. Tuy các công ty sản xuất khẳng định rằng bạn có thể ăn mà không cần rửa, nhưng vẫn có bằng chứng cho thấy một số người mắc phải các vấn đề về sức khỏe khi tiêu thụ salad đóng gói sẵn và không rửa. Loại salad đó đã mang đến cho họ những hóa đơn thuốc men khổng lồ để hồi phục. Hãy tưởng tượng bạn đột nhiên nhìn thấy một con ruồi trong đồ uống của mình. Có phải nó đang bơi ngửa không? Bạn sẽ uống cạn ly hay rót ly khác? Chà, điều này phụ thuộc vào giới tính của ruồi. Nếu bạn có một con ruồi cái trong đồ uống, thì vài phút sau hương vị sẽ trở nên rất hăng nồng. Nếu một con ruồi đực muốn tắm trong ly của bạn, nó sẽ không làm hỏng đồ uống đâu. Mùi này là do pheromone của ruồi cái. Ngay cả khi bạn vớt con ruồi ra ngay lập tức, đồ uống vẫn dễ bị mất đi hương vị ban đầu. Chỉ vì một nanogram pheromone đã đủ làm hỏng đồ uống rồi. Nhưng vì không thể biết được giới tính của con ruồi nên có lẽ bạn sẽ rót một ly mới. Vâng, một con ruồi trong dạ dày sẽ không làm điều gì xấu với bạn, nhưng nó khiến bạn cảm thấy khá là ghê.